chiều ngày 8 tháng 7 năm 2021, sau môn thi ngoại ngữ, đợt thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã khép lại. Một mùa thi đầy khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường. Trong đợt 1 của kỳ thi, tỉnh Bắc Giang có 17.979 thí sinh tại 32 điểm thi. Hơn 3.000 thí sinh sẽ thi đợt 2. Các điểm thi đã đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự và đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Với phương châm 4 tại chỗ, cùng với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn trong tỉnh đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi năm 2021 với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Khởi động chương trình vào ngày 6 tháng 7, tỉnh đoàn đã huy động 4 đội hình tình nguyện, gồm đội hỗ trợ y tế và tiếp sức thí sinh, đội hỗ trợ cơ sở vật chất và bảo vệ môi trường, đội truyền thông, đội điều phối giao thông và an ninh trật tự. Tỉnh đoàn cũng đã vận động các nguồn tài trợ trao tặng hơn 500 suất quà cho thí sinh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi suất trị giá khoảng 250.000 đồng. Phối hợp với Hội lái xe Bắc Giang Vạn Sạm Bình An, tổ chức chuyến xe tình nguyện đưa 78 thí sinh trường Trung học phổ thông Sơ Đậm số 3 đến điểm thi. 10 huyện thành đoàn, các đoàn trực thuộc cũng đã thành lập 84 đội thanh niên tình nguyện hoạt động tại 32 điểm thi và các điểm khu nhà ở của thí sinh với sự tham gia của 1.568 tình nguyện viên. Các đội hình đã tặng 13.770 bút chì, bút bi, tẩy cho thí sinh, tặng 553 suất quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 148 triệu đồng, tặng 21.800 chai nước uống, 51.600 khẩu trang, 1.750 nước sát khuẩn cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ khai báo y tế, đo thân nhiệt, phân luồng giao thông. Tổng nguồn lực huy động trên 441,7 triệu đồng. Dự kiến đợt 2 của chương trình tiếp sức mùa thi, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10 từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2021. Điểm mới của chương trình tiếp sức mùa thi năm nay là các đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập và đi vào hoạt động ngay từ trước kỳ thi, trong kỳ thi và sau kỳ thi. Trước kỳ thi, xây dựng tuyên truyền về chương trình đến tất cả các thí sinh, tiếp nhận nhu cầu của thí sinh để xây dựng phương án hỗ trợ, giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến, đặc biệt là phối hợp với các cấp, các ngành, hỗ trợ thí sinh khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ hậu cần tại các khu nhà ở tập trung được bố trí cho thí sinh ở xa. Sau kỳ thi, các đội hình tình nguyện tiếp tục hỗ trợ đưa các thí sinh trở về nhà, về các khu cách ly đối với thí sinh có biểu hiện sốt, ho, đau họng, nghi là F1, F2. Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1996 với tên gọi Chương trình hỗ trợ thí sinh dự thi đại học, cao đẳng. Năm 2001, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhân rộng chương trình, tên gọi chính thức là Tiếp sức mùa thi. Bước sang năm thứ 20, chương trình đã chứng minh là người bạn gắn bó, đồng hành cùng thí sinh và người nhà thí sinh trong những thời điểm khó khăn nhất của mùa thi, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin cho thí sinh. Chương trình là môi trường để thanh niên sinh viên tình nguyện thể hiện tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, có thêm nhiều trải nghiệm quý giá, là hành trang để vững vàng, tự tin trong học tập, lao động, rèn luyện và cống hiến.